Thì chị bắt đầu trong ngành quảng cáo một năm 1994. Chị làm việc tại công ty quảng cáo Best 141 hiện nay. Và làm tại đó thì chị ra trường và chị làm tại đó là mất gần 18 năm, 8 năm đến 9 năm. Là một nơi và đã cho chị một cái khởi đầu của một cái sự nghiệp quảng cáo. Và chị rất là mang ơn những người sếp tại Best đó đã cho chị cơ hội. Và sau đó là chị có cơ hội để nắm những cái brand lớn như là Heineken, Tiger Beer, hoặc là sau đó là tụi chị win được Procter & Gamble chẳng hạn. Thì đó là có con đường sự nghiệp tại Best. Chị làm ở Best được 8 năm và sau đó là chuyển giao từ thành lập Zenith Optimedia và nằm dưới Sogechi tại Việt Nam. Chị làm được 4 năm, làm được 6 năm tổng cộng và win được khách hàng Procter & Gamble. Và sau đó 2 năm chị rời rời Zenith và chị là một trong ba người làm nên cái kênh Zone FM Radio tại Việt Nam, là một trong những kênh thành công, rất là thành công cho giới trẻ lúc đó. Và thật sự là format thời đó không có ai có cái chương trình âm nhạc như vậy, và tụi chị rất là nổi và tính tới nay cũng vẫn còn là một trong những kênh âm nhạc cho giới trẻ. Và sau khi Zone FM thì chị nghĩ là con đường sự nghiệp tiếp theo nó là một cái kênh digital. Thì chị nghĩ thời đó mọi người cũng nghĩ chị là tại sao lại bỏ một cái kênh truyền thống mà đang ngồi một cái vị trí như vậy, lại đi tìm một cái gì đó mới. Nhưng mà chị nghĩ là trong ngành truyền thông thì cần có những người đi đầu tiên phong để mà khai thác những cái cách làm mới trong marketing. Chị nghĩ là trong 17 năm làm việc cho công ty nước ngoài thì chị muốn là nghĩ trong đầu là một lần mình làm thử xem sao, mình mở công ty của mình coi có được hay không. Bởi vì cũng muốn đi làm, quay trở lại làm những công ty corporate, những công ty lớn, tập đoàn lớn. Nhưng mà mình nghĩ một lần mình làm thử xem sao, mình quyết định mọi thứ thay vì mình phải chờ những người sếp mình hoặc là những cái project mình đưa ra cuối cùng không được thực hiện, những ý tưởng đó mình của mình không được thực hiện. Cho nên là chị muốn làm thử một lần, nhưng mà cuối cùng là làm được. Ok, thì là một người phụ nữ thì em biết rồi, phụ nữ thì thường người ta nói là tay yếu chân mềm. Nhưng mà thật sự là chị cũng học được rất là nhiều khi mà điều hành một cái công ty riêng. Bởi vì tất cả các bạn á, mỗi người có một cái level khác nhau và đi làm những công ty khác nhau vào đây. Nên là bắt đầu một cái sự nghiệp á, là rất là thiếu nhiều cái kinh nghiệm. Nhưng mà được may mắn là được những người mentor, những người thầy để hướng dẫn, hoặc là những người tư vấn có kinh nghiệm để hướng dẫn cho chị. Vì thế á, thì chị cũng cảm thấy là với người phụ nữ á, cái mà quan trọng nhất á, là cái sự cô đơn trong tất cả quyết định của mình. Cô đơn trong quyết định của mình, làm sao để quyết định nhanh nhất, đưa ra những quyết định nhanh nhất. Và cái mà khó khăn nhất á, là khi mà quản lý nhân lực, nhân viên thì mọi người dường như không nghe lời. Tức là mọi người nghĩ theo cách của họ, và họ nghĩ là phụ nữ rất là yếu, và thỉnh thoảng họ say no, mình đưa hạ lệnh họ say no, họ không làm thì sẽ như thế nào. Thì đó là những cái quyết định rất là sống còn, về thứ nhất là về đối diện với mặt con người, về về quản lý nhân viên. Thứ hai là đối diện với thách thức đó, là phải cạnh tranh thị trường càng ngày càng rất là mạnh. Bởi vì khách hàng thì mình tìm ra khách hàng mới đó, mình giữ, mình thắng thì dễ rồi, nhưng mà giữ với cả là nỗi khó. Về càng thành công mà càng cô đơn á, thì mình nghĩ là ăn thua là mọi người, mỗi một con người. Mình nghĩ đó là duyên số. Cô đơn có hai nghĩa: cô đơn trong quyết định về công việc, cô đơn trong cuộc sống gia đình. Nhưng mà mỗi người có một cái con đường riêng để chọn lựa. Chị cũng hay nói với các em ở đây á, độc thân á, là đừng đi theo con đường của chị. Mỗi người nó có một cái duyên số. Nhưng mà làm việc á, thì phải đam mê, phải kiên trì, nhẫn nại, phải cháy, tức là phải hết lòng với công ty. Còn nếu mà duyên tới em phải lấy chồng, chị ủng hộ hoàn toàn. Chứ đừng có phải theo con đường của chị là làm tối ngày. Tự vì mọi người nhân viên nói là ôi chị làm tối ngày, chị không đi chơi, chị không có bạn bè. Có chứ, mình có bạn rất là nhiều. Nhưng mà để mà quyết định, mỗi người phải quyết định lấy cái cuộc đời của mình. Nếu như trong trường hợp á, thêm một người nữa, thêm cái sự hỗ trợ, thêm cái sự đồng tình, thêm một cái niềm vui trong cuộc sống thì nên quyết. Còn đem thêm một người vào nhưng mà nó sẽ làm cho mình có thể là
một mỗi người nó một con đường khác nhau, tức là mình có thể là mình sẽ đi theo con đường sự nghiệp, đã chọn con đường sự nghiệp rồi thì đành phải hy sinh, mỗi người chỉ được một thứ thôi, hy sinh gia đình. Nhưng mà có nhiều đàn chị cũng rất là thành công trong cái vấn đề là vẫn có gia đình, vẫn có sự nghiệp, vẫn ổn định, cho nên là Hạnh nghĩ cuối cùng đây là duyên số, tùy mỗi người chọn. Về phụ nữ mình luôn luôn mình phải làm chủ với bản thân của mình, làm chủ về tài chính, làm chủ về quyết định của mình. Đó là cái mà lời khuyên của chị, khi mà mình đã dấn thân vào sự nghiệp thì mình phải chấp nhận, nếu mình muốn nổi tiếng thì mình phải cô đơn, muốn nổi tiếng thì phải gọi là giảm bớt công việc gia đình, thì như vậy nó mới lên. Chứ bây giờ một người á, muốn muốn là tiền nhiều, lương nhiều nhưng mà việc ít, đi về sớm thì không thể nào lên một cái chức vụ lớn CEO cả. Và một cái nữa là mình nên giữ phụ nữ, mình nên giữ một cái chừng mực, tức là mình có một cái phẩm chất nào đó, tức là của một người phụ nữ truyền thống của Việt Nam, và mình cũng không đi quá cái hạn mức đó, cái vượt vượt cái mức đó, là mình giữ một cái phẩm chất đó để mình tất cả khi mình lên một cái vị trí cao á, thì ngoài cái chuyện sự nghiệp mình còn có một cái danh dự riêng của mình nữa. Đó thì mình chỉ hạnh mình chỉ nghĩ như vậy, tức là mình nghĩ là nên có một cái gì đó cái đặc biệt riêng của từng cá nhân, và con đường mỗi người, gia đình đó là mỗi người tự quyết định tới cuộc đời của mình, và các bạn tự chọn lấy thôi, chứ còn không ai ép buộc hết. Vô sự nghiệp là các bạn phải chọn phải sự nghiệp hay là gia đình hay là sự nghiệp, nhưng mà nó có từng chặng đường khác nhau.